Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lâu lâu chúng ta đổi gió tí, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người thay đổi một vài thông số game của một con game RPG. Tên của nó như các bạn đang thấy trên màn hình, không chần chờ nữa vào game thôi. Các bạn lưu ý nhé, các thông số các bạn cộng vừa thôi dưới 2 tỷ là được. Khi lắp thêm đồ nó sẽ lên thêm hàng trăm tỷ, nếu bây giờ các bạn cộng tiếp nó sẽ về số âm nha. Game over.
I'm not afraid to
Game over.
theo mình chơi qua thì đến đây là coi như giết được hết tất cả các con boss mạnh nhất rồi. Mình đã thử kiếm xem còn đường nào để đi không, mà hình như là không. Nếu còn các bạn hãy comment xuống dưới để mình biết nhé. Tạm thời video dừng ở đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem đến cuối video, đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh ra nhiều video hay ho hơn trước nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.